Thưa quý vị, mỗi đảng viên khi được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng đều nguyện thề luôn hết lòng hết sức phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân và Tổ quốc. Việc thực hiện đúng lời thề đó đã tạo nên uy tín, danh dự và giá trị thiêng liêng cao cả cho những ai được gọi là đảng viên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Giữ gìn trọn vẹn uy tín danh dự của đảng viên chính là góp phần giữ gìn trọn vẹn uy tín danh dự của Đảng. Ở nước ta, khi ai đó được gọi là đảng viên, thì mặc nhiên được người khác tôn trọng, nể vì. Bởi lẽ từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đến nay, hầu hết đảng viên của Đảng đã không ngại hy sinh gian khổ, không tiếc máu xương của mình, hiến dâng cả cuộc đời vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đó là những yếu tố cơ bản để làm nên uy tín, danh dự thiêng liêng, cao cả của một đảng viên đã được xã hội thừa nhận. Tôn trọng của xã hội đối với một cá nhân do cái phẩm chất nhân cách của, do cái đạo đức của người đó tạo nên. Cái yếu tố tạo nên thì trước hết là cái cống hiến của người đó cho xã hội, cho một cái tập thể nào đó, một cái địa tỉnh nào đó, một cái địa phương đó, cho một cái quốc gia. Bằng cái sự liêm khiết, bằng cái sự trí công vô tư, bằng cái đạo đức trong sáng họ. Và uy tín danh dự của mỗi đảng viên đã làm nên uy tín danh dự to lớn của Đảng. Có lẽ không một đảng phái nào trên thế giới được người dân nhất mực tin tưởng, yêu mến, gọi là đảng mình, đảng ta, như Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ đã quy tụ dưới sự lãnh đạo của Đảng, làm nên sức mạnh to lớn cho Đảng. Chính vì thế, uy tín, danh dự của đảng viên không chỉ là của riêng một cá nhân, mà còn là uy tín, danh dự của Đảng, của chế độ. Chúng ta đâu chỉ có danh dự cá nhân, đấy là sự sống còn của chế độ. Thả chết chứ không thể để mất danh dự, mất của cải là mất ít, mất niềm tin là mất nhiều, nhưng mất danh dự thì sẽ là mất tất cả. Nhưng uy tín danh dự không phải tự nhiên mà có, cũng không phải là trường tồn, bất biến. Nếu người đảng viên không còn coi trọng, không còn ý thức rèn luyện, gìn giữ, bảo vệ, thì uy tín danh dự của họ sẽ bị mất đi và khi đó hiểm họa sẽ xảy ra. Thực tế thời gian qua cho thấy, đã có không ít đảng viên, kể cả đảng viên là cán bộ cao cấp của Đảng, nhà nước, đã quên đi lời thề ngày được kết nạp Đảng, bị chủ nghĩa cá nhân lấn át, làm ra những việc hại nước, hại dân. Do vậy, chẳng những bản thân họ đã phải trả giá đắt, thân bại danh liệt, mà uy tín danh dự của cả đội ngũ của Đảng ít nhiều cũng bị sứt mẻ. Đây chính là chỗ kẻ xấu lợi dụng để xuyên tạc, nói xấu Đảng, bôi nhọ chế độ. Các cụ nhà ta có cái câu nói nó hơi thô một chút nhưng nó đúng, là chuông mõ không bằng gõ thớt. Thế thì cái trọng danh dự ở đây nó nói thì dễ, nhưng mà để đảm bảo giữ được nó trước những cám dỗ trần tục, cám dỗ đời thường không dễ. Anh giữ được hôm nay, anh giữ được năm nay, anh giữ được 10 năm, nhưng anh không chắc có giữ được 20 năm. Đấy là cả một cuộc đấu tranh bền bỉ, lâu dài, gay go, phức tạp trong nội tâm của tất cả những cái người mà tham gia vào cái hệ thống cầm quyền. Vì thế mỗi đảng viên cần phải ra sức giữ gìn, bảo vệ uy tín, danh dự của bản thân, như gìn giữ, bảo vệ tính mạng. Bởi mất uy tín, mất danh dự là mất tất cả.